Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 6, thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Và sáng nay tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố, cùng với 30 quận huyện, thị xã trên địa bàn. Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định từ Điều 7 đến Điều 12 của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm 6 nhóm nhiệm vụ: hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự, hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội, hỗ trợ vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Sau khi tất cả các lực lượng này được hình thành và thành lập thì Công an thành phố sẽ là cơ quan thường trực sẽ tham mưu với Ủy ban thành phố ban hành các cái kế hoạch, chương trình huấn luyện để đưa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở sẽ hoạt động hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Bộ Công an cho biết điều kiện để tham gia lực lượng bao gồm công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã dựa trên đề nghị của Công an cấp xã, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự. Sáng nay ngày 1 tháng 7 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đắk Lắk là một trong 12 địa phương trong cả nước được tổ chức là điểm. Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ ra mắt. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.199 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được thành lập tại 2.199 thôn, buôn, tổ dân phố, với hơn 9.000 người được bố trí tham gia. Lực lượng này được hình thành từ việc kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn có là công an xã bán chuyên trách, bảo vệ tổ dân phố và dân phòng. Lực lượng có 6 nhóm nhiệm vụ là hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự, hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội, hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật, đang cư trú tại cơ sở, hỗ trợ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Sau lễ ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã ngay lập tức bắt tay và thực hiện nhiệm vụ, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân.